Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khóa đào tạo huấn luyện viên yoga năm 2020. Trong ngày hôm nay thì Kim Ba rất vui khi được chia sẻ tới các bạn một khóa đào tạo mà sẽ được triển khai vào giữa trung tuần của tháng 10 năm 2020 diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Như các bạn đã biết thì cái xu thế ấy, ngày càng nhiều người mong muốn có sức khỏe tốt hơn và yoga đang là bộ môn mà được rất nhiều người lựa chọn. Ngoài tác dụng là nó vô cùng tập dễ hơn, nó tập dễ hơn rất nhiều các bộ môn khác, vừa dễ tập và vừa mang lại nhiều cái lợi ích về sức khỏe, và đối tượng thì cũng rất là đa dạng. Có thể là vân văn phòng, có thể là bà bầu, có thể là trẻ con. Nhiều người có thể lựa chọn trong bộ môn này. Chính vì thế mà công việc trở thành huấn luyện viên yoga cũng là một công việc mà nhiều người đang lựa chọn trong thời gian gần đây. Một công việc mà vừa giúp cho nhiều người thay đổi sức khỏe, thậm chí giúp cho chính mình, gia đình mình. Và ngoài ra nó mang lại cho mình một công việc khá là không bị áp lực quá nhiều. Một công việc mà mang lại niềm vui cho mọi người. Chính thế mà càng ngày càng nhiều người lựa chọn nhiều hơn. Thì Kim Ba cũng muốn chia sẻ tới các bạn khóa đào tạo huấn luyện viên yoga của Hải Phòng. Thì khóa đào tạo này có gì khác biệt so với những đơn vị khác hay là có sự cập nhật gì mới thì chúng ta cùng lắng nghe trong video này nhé. Thì khóa đào tạo huấn luyện viên thì đây là khóa đào tạo mà có thể dành cho những bạn mà mong muốn tìm kiếm một công việc part time hoặc là full time. Các bạn hoàn toàn có thể làm công việc chính của mình nhưng vẫn có thể tham gia học vào buổi tối hoặc là vào chủ nhật. Và sau này chúng ta có thể trở thành một công việc thêm vào buổi sáng sớm. Tại vì cái quỹ thời gian mà đi dạy yoga thì nó cũng không chiếm vào giờ hành chính của bạn, nên nó hoàn toàn có thể là rất là phù hợp để làm bạn làm part time. Tuy nhiên thì trong khóa đào tạo, các khóa đào tạo trước của mình ấy, thì mình thấy cũng rất nhiều học viên là những người mà họ đơn giản chỉ để học để biết thôi. Như là chúng ta thử tính ra là nhiều học viên họ sẽ tính là bằng một cái chi phí học một khóa PT, thì tại sao mình không học một khóa đầy đủ hơn để mình có thể nắm bắt được cái kiến thức và chuyên môn, để giống như là việc mình trở thành huấn luyện viên cho chính bản thân mình, và mình có thể là sử dụng kiến thức đấy để mình chăm sóc gia đình của mình. Thì có hai nhóm mà thường tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên mà Kim Ba đã tổng hợp đấy. Một là chúng ta tìm kiếm công việc part time, hai là nhóm học để chúng ta chăm sóc gia đình nhiều hơn. Thì trong khóa đào tạo huấn luyện viên thì các bạn sẽ được học rất là kỹ các kiến thức về chuyên môn, về sắp xếp động tác, về giải phẫu, về kiến thức về dinh dưỡng, thậm chí có bổ sung thêm những khóa liên quan đến về tâm lý để chúng ta có thể quản trị được cái cảm xúc của mình hơn. 80% sức khỏe chúng ta đến từ cái gọi là cái tinh thần của chúng ta. Tập luyện chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi, còn lại 80% thì trong khóa học các bạn sẽ được hiểu sâu hơn về cái cấu trúc sự suy nghĩ của con người chúng ta, thì làm thế nào để chúng ta có thể quản trị được cái cảm xúc của mình để cuộc sống mình luôn năng lượng và tích cực. Ngoài ra thì trong khóa đào tạo của Hải Phòng thì các bạn sẽ được cập nhật thêm khá nhiều các cái kiến thức để cho chúng ta có thể hợp được với cái xu thế hiện nay. Các bạn hình dung là sự vận động của xã hội sẽ liên tục đi lên, và quá trình học hỏi của chúng ta cũng phải liên tục như vậy. Chính vậy mà mỗi khóa đào tạo chúng tôi luôn nâng cấp và tìm kiếm những cái giải pháp mới thay thế cho những giải pháp cũ. Trong khóa đào tạo các bạn sẽ được học sâu hơn về các mảng như là thấu hiểu tâm lý của học viên, hay có thể là sử dụng các cái phương pháp về công nghệ hiện nay chẳng hạn, giống như tôi đang chia sẻ với các bạn là thông qua một video, đúng không ạ? Và các bạn hình dung là bây giờ ai cũng cầm chiếc điện thoại trên tay. Chính vậy khi trở thành huấn luyện viên, bạn cũng biết cách khai thác cái sức mạnh của công nghệ để có thể là áp dụng và phát triển công việc cũng như là nhân hiệu của mình, để có thể là tìm kiếm hoặc là tuyển sinh một cách thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì đấy là những thứ mà các bạn sẽ được cập nhật thêm. Ngoài ra thì các kiến thức về quản trị, phát triển phòng tập hoặc là xây dựng một định hướng sẽ luôn được đi kèm với các bạn trong suốt khóa học. Rất nhiều, đây không phải so sánh, nhưng mà nhiều nơi, nhiều bạn thì quá tập trung vào chuyên môn, nhưng mà chúng ta sẽ phải cần có ai đó định hướng. Thì trong khóa học có các giảng viên sẽ giúp bạn định hướng để sắp xếp, để làm sao lựa chọn những cái chuyên môn phù hợp với bạn nhất, để phát triển cái tài năng của bạn vừa đúng theo cái năng lực và chuyên môn của bạn. Chứ không phải chúng ta cứ thấy cái gì là chúng ta học đâu ạ, mà chúng ta phải học phù hợp với mình. Ví dụ như một bạn mà đã có cái tiềm lực hay là một cái kinh nghiệm là làm mầm non chẳng hạn, thì các bạn đã có cái kỹ năng về sư phạm, về trẻ con, thì nếu mà chúng ta liệt kê hoặc là trong khóa học sẽ hướng các bạn ấy để khai phá cái tài năng cũ của các bạn ấy, để phát triển cái nhánh yoga trẻ con hoặc yoga dành cho bà bầu chẳng hạn. Mỗi người sẽ thiên hướng về một cái nhánh đấy. Nếu mà các bạn không có người định hướng thì rất là khó khăn trong cái việc là phát triển cái công việc của mình. Thì việc khóa học sẽ được tổ chức vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 buổi tối, từ 7:30 tối thứ 2, thứ 6, tổng sẽ thời gian khoảng trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên đấy là thời gian cứng các bạn học trên lớp, còn lại các bạn sẽ được tham gia để thực hành thực tế trên các lớp học, hệ thống chuỗi các phòng tập tại Hải Phòng. Tại vì quá trình các bạn phải đi thực hành thì các bạn mới trở nên tự tin hơn là nhiều. Chứ nếu chúng ta chỉ học thôi thì sau này khi chúng ta đi dạy thì chúng ta sẽ ngã liên tục, đúng không? Và các bạn sẽ được thực hành ở hai cái khía cạnh, một là khía cạnh thực tế là thực hành trên lớp,
Quá trình đấy các bạn sẽ đi kèm với một giảng viên chính và họ sẽ hướng dẫn và cầm tay chỉ việc cho bạn những cái kiến thức cần làm, thậm chí sắp thảm như nào cho nó gọn, thu học phí ra sao, hoặc cách nói chuyện học viên như thế nào, cách xây dựng giáo án như nào, tất cả cái kỹ năng cái gì để quản lý được một cái phòng tập này bạn phải biết hết, thậm chí đóng cửa như nào. Và cái thực hành thứ hai là các bạn thực hành qua các bài tập trên internet, thông qua cách làm bài tập video cũng giúp ích cho bạn xây dựng những cái giáo trình online sau này để bạn có thể phục vụ trong việc là truyền thông cho bạn, hoặc có thể là chia sẻ để nhiều người biết đến bạn. Và thông qua làm việc trên cái internet thì bạn có sự tự tin hơn rất là nhiều. Chứ nhiều bạn mà đứng trước một cái camera mà nói chuyện trên cái video như này, các bạn đã gọi là đã không biết nói gì luôn, đúng không ạ? Thì cái đấy là một cái thực hành rất là mới trong khóa đào tạo của Hải Phòng và đã được áp dụng vào nhiều khóa trước và giúp rất nhiều bạn tự tin lên rất là nhanh. Nhiều bạn chỉ trong khoảng 3 tháng, chưa đến 3 tháng học, nhưng các bạn có thể tự tin đứng lớp ở nhiều lớp khác nhau. Thậm chí các bạn đã có học viên hoặc là có những lớp học riêng của mình trước khi các bạn đã nhận bằng tốt nghiệp. Đấy là những cái giá trị mà rất là hay trong khóa học này mà Kim Ba muốn chia sẻ với các bạn. Để tham dự khóa học thì các bạn có thể đăng ký và comment ngay trong video bài viết này để kết nối với Kim Ba. Và hãy nhớ khóa học sẽ dự kiến được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.